Xin được mến chào quý thính giả đang đến với chương trình do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, và tôi là Yến Nhi, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình với sự góp mặt của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Mỹ Loan, phòng khám đa khoa chuyên khoa của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mến chào bác sĩ Loan ạ. Hệ miễn dịch của chúng ta cần những cái dưỡng chất nào từ dinh dưỡng để khỏe mạnh ạ? Liên quan tới cái sức đề kháng thì mình nghe nhiều tới vitamin A, vitamin C, vitamin E. Đó là cái nhóm mà vitamin giống như là một chất chống oxy hóa cho cơ thể. Vitamin A thì mình biết nhiều trước đây là với vai trò là trong chuyện sáng mắt, bổ mắt cho trẻ con, bổ sung liều cao cho trẻ con. Và song song đó thì nó cũng là một vitamin gọi là tên là vitamin chống khuẩn. Nó duy trì cái tính toàn vẹn cấu trúc, chức năng của các tế bào bào niêm mạc, da và đường hô hấp. Thì nó giúp những cái tế bào miễn dịch, những các đại thực bào lympho B, lympho T hoạt động bình thường. Khi thiếu vitamin A trong cơ thể thì chúng ta rất dễ bị nhiễm trùng. Và để bổ sung đủ vitamin A thì chúng ta tận dụng nguồn thực phẩm. Từ động vật thì chúng ta có gan, trứng, sữa, thịt, cá. Và từ thực vật, những cái tiền chất vitamin A thì chúng ta có những cái loại như là cà rốt, bí đỏ, đu đủ, xoài, những cái loại rau lá xanh có màu xanh thẳm. Thì tiền chất vitamin A nó sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Cái thứ hai là vitamin C, nó cũng là một trong những vitamin chống oxy hóa, tác dụng trên da, thúc đẩy tổng hợp collagen làm cho da chúng ta mịn màng, khỏe hơn. Và song song đó nó còn hỗ trợ với chức năng của bạch cầu, các tế bào lympho, tế bào miễn dịch. Và vitamin E cũng vậy, nó cũng là chất chống oxy hóa. Nó giúp bảo vệ tính toàn vẹn của các màng tế bào, không gây hư hại các gốc tự do gây ra. Và gốc tự do mình biết là một trong những nguyên nhân làm cho lão hóa mình, lão hóa cơ thể mình đó. Thì vitamin E nó có nhiều trong đậu phộng, các hạt hướng dương, hạt đậu nành ha. À, cái vitamin C nãy thì mình biết là cái nguồn nhiều vitamin C thì chắc ai cũng biết rồi. Trên trái cây, đa số là trái cây và nhất là nước cam. Dân gian mình mà cứ bệnh là uống nước cam ha. Thì ngoài nước cam ra thì họ cam như là bưởi, quýt, chanh cũng có. Ngoài ra trong những cái trái như kiwi, ổi nè, những cái loại mà rau bông cải này kia nó cũng có nhiều vitamin C. Ở trước đây thì mình biết vitamin D trong cái chuyện mà nó hỗ trợ cái trong sức khỏe của xương, nó tăng hấp thu canxi, phốt pho. Còn trong cái đợt dịch vừa rồi thì mình nghe tới cái chức năng điều hòa miễn dịch của nó, vai trò trong cái tăng cái đề kháng để chống chọi với bệnh tật. Thì vitamin D nó có nhiều trong các loại thực phẩm như là cá hồi, cá thu, cá ngừ và lòng đỏ trứng. Mà mình biết rồi là vitamin D nó còn gọi là vitamin của ánh nắng ha. Da mình có thể tổng hợp được cái vitamin D khi mình tiếp xúc với ánh nắng. Thì mỗi ngày nếu được có thể mình tiếp xúc với ánh nắng khoảng 15-20 phút. Rồi mình đề cập nhiều tới những cái vấn đề về vitamin nhóm B. Nhóm B thì nói nhiều vitamin B6, B12 hoặc là B9, còn gọi là acid folic. Thì cái vitamin nhóm B này có nhiều trong những loại ngũ cốc này, lúa mì nè, những cái loại rau lá xanh đậm, đậu. Và còn khoáng chất thì rất là thời sự là mình hay nhắc tới sắt, kẽm và selen. Thì những cái khoáng chất này tham gia vô quá trình mà biệt hóa tăng trưởng của các tế bào miễn dịch, cái hoạt động của tế bào miễn dịch. Kẽm mình biết nhiều rồi, nó có nhiều trong thịt, cá, các loại gia cầm, các con hàu này, ngũ cốc này, các loại đậu và hạt. Sắt thì có nhiều trong gan, thịt bò, sò huyết, cái lòng đỏ trứng, cá là các loại rau như rau dền, rau muống. Còn selen thì khi nào chúng ta ăn nhiều cá ngừ, cá hồi, cá mồi, thịt gia cầm, gan, phô mai thì nó là đủ selen. Vậy thì mình tóm lại là các chế độ dinh dưỡng như thế nào để chúng ta có thể đảm bảo cái hệ miễn dịch của mình luôn khỏe thưa bác sĩ Loan? Thì chế độ dinh dưỡng nói chung để cho mình mạnh khỏe cho tất cả các cơ quan cũng như hệ miễn dịch, thì đầu tiên chúng ta ăn đa dạng. Thì thường thường khuyến khích là trong một ngày chúng ta ăn khoảng 15 đến 20 loại thực phẩm. Mình nói thì mình nghe nhiều hơi hoảng. Nhưng mà mình cứ tưởng tượng, quý thính giả cứ tưởng tượng một bữa ăn mà mình ăn món canh chua đi. Thì là rất nhiều thực phẩm trong đó ha. Nào là thí dụ canh chua có cá nè, có đậu bắp nè, có giá nè, có rau thơm nè, cà chua, bạc hà, cà chua, trái thơm nữa. Rồi có thể là mình ăn thêm một cái món cái gì xào nữa. Thì ví dụ như bữa sáng với bữa tối mình ăn thêm vài loại thực phẩm nữa là coi như cũng đáp ứng đủ ha. Và luôn đảm bảo là trong bữa ăn mình có đủ 5 trên 8 cái nhóm thực phẩm. 8 nhóm là gì? Là nhóm thịt cá nè, nhóm thứ hai là nhóm đậu và các hạt, nhóm thứ ba là trứng, các chế phẩm từ trứng, nhóm thứ tư là sữa, nhóm thứ năm là những cái rau củ màu xanh đậm, nhóm thứ sáu là những cái rau củ mà có màu vàng đậm như là cà rốt, bí đỏ đâu. Và nhóm thứ bảy là nhóm chất béo ha, chất béo từ thực vật. Và nhóm thứ 8 là nhóm ngũ cốc.
ngũ cốc tinh bột. Dạ. Thì mình đảm bảo là bữa ăn nào cũng phải đủ 5 trên 8 nhóm này là mình có thể thu nhận được những cái lợi ích của từng loại thực phẩm. Và cân đối những cái thành phần về đạm, đường, béo. Thí dụ như là đạm, cái protein thì mình chiếm khoảng 15-20% tổng cái giá trị năng lượng khẩu phần trong cả ngày. Yeah. Chất béo thì khoảng 25-35%, ưu tiên những cái thức béo từ thực vật. Và tinh bột thì khoảng từ 55-60%. Yeah. Hạn chế những cái thức ăn mà có nhiều đường, để một ngày chúng ta nạp không quá 25g đường trong một ngày. Và những thức ăn quá nhiều muối mặn thì khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng theo khuyến nghị 2016 đó, thì cái lượng muối chúng ta nhập vào trong ngày thì dưới 5g. Yeah. Tương đương với lượng natri khoảng 2000mg. Yeah. Và chú trọng là bổ sung những cái vitamin khoáng chất như nãy mình đề cập ở phần trên á, và giảm đừng có tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có cồn, những thực phẩm có nhiều caffeine ha. Chúng ta ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều trái cây và nhiều chất xơ để bổ sung cho cơ thể, tốt cho hệ miễn dịch. Nhiều người cho rằng là chúng ta dùng thuốc bổ thì sẽ tốt hơn là cái việc mà mình ăn thực phẩm, vì chúng ta có thể kiểm soát được cái lượng liều lượng của vitamin. Ví dụ họ không ăn rau xanh nhưng mà lại bổ sung cái chất xơ dạng uống, thì không biết cái việc này có đúng hay không ạ? Thật sự là mình bổ sung từ thực phẩm vẫn tốt hơn chứ. Tại vì cái vitamin khoáng chất nó hấp thu theo cái nhu cầu của cơ thể. Ví dụ cơ thể mà mình dư á, thì nó hấp thu ít lại, nó thải bớt ra. Và khi nào mình thiếu thì nó hấp thu được nhiều hơn. Còn khi chúng ta bổ sung bằng thuốc thì nó không có cái cơ chế đó. Mình mà bổ sung bằng thuốc dài ngày kéo dài, khi mà chúng ta thừa thì nó dẫn tới ngộ độc. Cho nên nếu mình bổ sung bằng thực phẩm chức năng, bằng thuốc kéo dài thì nên có chỉ định của bác sĩ. Ý như hiểu rồi. Vậy thì tốt hơn là chúng ta vẫn nên dùng thực phẩm đúng không ạ? Đúng rồi, cái gì tự nhiên thì nó tốt hơn. Và kính thưa quý vị, tới đây thì thời lượng của chương trình chúng ta cũng đã kết thúc rồi ạ. Mong rằng bác sĩ cũng như là quý khán giả chúng ta sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe. Và cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.